Đây là những món ăn mà mình đã nấu khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, tính ra là được khoảng từ 20 đến 22 phần ăn. Mến chào tất cả mọi người. Bây giờ thì Laura sẽ đi nấu đồ ăn, nấu đồ ăn cho con. Thì mình cũng đem gạo xuống để nấu rồi. Có cái này cũng cũng mình mua cái nồi này nè. Đã mua nồi này thì là mình nấu nấu cơm ở trong cái nồi này bằng cái lò vi sóng á, rất là tiện luôn. Đó, mình bỏ vô đây rồi xong rồi mình cho vô lò vi sóng mình nấu, mình không có cần cái nồi cơm điện. Tại vì chỗ con của mình nó ở thì không được quyền đem bất cứ đồ gì mà để nấu nướng mà làm nóng ngoại trừ là ở đó nó có sẵn cái bếp rồi. Đó thì chỉ được sử dụng nấu ở trên cái bếp đó thôi. Còn thí dụ như mà nếu như mà mình đem theo cái nồi cơm điện là không có được quyền. Đó. Vì vậy mà mình mua cái đồ này đó, để mình nấu, hay là nhiều khi con mình nó muốn nấu chút cơm á thì nó cũng sẽ tự nấu ở trong cái này. Nó rất là đơn giản mọi người. Đó, mình thấy cũng rất là dễ luôn. Đấy. Bây giờ thì mình nấu một ít cơm để mình làm cái món cơm chiên ha. Mình làm cơm chiên nó dễ. Cơm chiên bỏ vô trong đống đá mình để trong đó, rồi khi nào mà muốn ăn nó mình lấy ra cũng dễ dàng lắm. Thật ra có nhiều người thì sẽ nói rằng là tại sao mà cuối tuần thì thằng bé nó cũng tự nấu ăn được mà. Đó, nhưng mà đây là mình cũng có giải thích với mọi người rồi, cái chương trình học của con mình trong 2 năm sắp tới là một chương trình rất là khó và nó cần rất là nhiều thời gian để học. Vì vậy mà thời gian mà để đi nấu một chút đồ ăn cho cuối tuần thì cái đó nó rất là lãng phí. Thay vì thời gian đó là để nó có thể ngủ được thêm một chút để có thể sạc lại cơ thể mình. Có thể giúp cho cơ thể mình có được nhiều năng lượng hơn cho một tuần mới học tập đó, thì cái đó nó tốt hơn là thời gian mà để ngồi nấu ăn. Đó, vì vậy mà mình cần phải giúp con mình chuẩn bị trước một số đồ ăn cho cuối tuần. Còn những ngày thường thì thằng bé nó sẽ ăn ở căng tin của trường á mọi người. Còn trong khi nếu như mà ở vùng Paris ấy, mọi người, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở vùng Paris thì theo mình biết là cuối tuần tất cả các ở bên này thì nó gọi là restaurant của trường đó, thì cũng giống như mình gọi là con chim chỗ ăn ở trường học ấy, mọi người đó, thì đều đều có nha. Ở thí dụ như mọi người học ở cái đại học A này đi, nhưng mà cuối tuần mình cũng có thể đến cái đại học B để mình ăn ở căng tin của cái trường đó đều được nha, miễn là mình có cái thẻ sinh viên. Mình có thẻ sinh viên thì mình ăn được ở ở bất cứ cái căng tin của trường đại học nào cũng được. Đó là cái ở bên Pháp này nó có những cái như vậy đó. Thành ra những ai mà học sinh viên, là sinh viên ở bên Pháp này thì coi mình ở trường này cũng ăn được, ở trường khác cũng ăn được hết á. Chỉ có điều là đôi khi với người Việt Nam thì những cái cách ăn uống của người Pháp với người Việt Nam đôi khi cũng sẽ có những cái khác biệt. Cho nên có những cái em sinh viên ở bên Việt Nam mà sang bên Pháp học á, thì đôi khi thì các em sẽ lựa cái lựa chọn là nấu ăn ở nhà, tại vì nó sẽ hợp với khẩu vị của mình hơn. Đó, còn con mình thì nó đã quen cái cách ăn của ở bên này, thành ra ăn ở nhà hay ăn ở trường thì đều thích nghi được hết. Bây giờ mình nấu cơm trước. Cái đồ nấu này nè, đó Lara đem đi mà lỡ làm gãy mất rồi. Đó, bên này nó có cái chốt này, có cái chốt mà để mình đẩy cái nắp á, khi trong lúc mình đem đi cái mình đè nó làm sao bị gãy mất một bên, nhưng mà không sao, còn một bên cũng vẫn sử dụng được. Đây nó có cái nắp ở chỗ như vậy nè, đây mình phải mở nó ra, nó có mở ra để nó có hơi nha.
để cái hơi nước nó thoát lên được. Đó. Còn khi mà hơi nước nó thoát lên được thì cũng sẽ có nước ở trong cái nắp này, thì cái nắp này mình cũng mở ra được luôn, mình mở ra như vậy. Đó, mình mở nó ra để mình rửa nó. Đó, phía bên trong cái nắp nó như vậy nè, xong rồi mình đậy nó lại, rửa xong mình cũng lại đậy nó lại. Đó, ấn nó vô. Bây giờ mình đi vo gạo để nấu cơm. Đó, giờ mình cũng để gạo vô như vậy. Gạo cho mình. Xong rồi mình đậy nắp lại rồi mình đem đi nấu thôi. Cái máy này thì cũng khoảng 700 700 hay 800 W gì đó. Máy nhỏ mà. Đó, mình cho vô đây. Mình cho nồi vô đây. Mình quay nó là 20 phút. Cứ để vậy đây, lát nó tự động nó chín thôi mọi người. Lara đang nấu cơm á, không biết là có ồn quá cho mọi người nghe không, mà mọi người biết sao, ngày hôm qua lúc mà mình đi đi mua đồ ăn ở ở siêu thị nè, cái có một chuyện kể mọi người nghe thôi là hết 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 chỗ nói. Và bên này nhiều những cái chuyện như vậy lắm đó. Mình đi ra ngoài chỗ tính tiền ha, thì trước mình có một người đi cùng, cũng đông con lắm, cũng mấy đứa con lận á, lóc nhóc nhỏ xíu xíu vậy nè, 3 4 đứa. Mà mình cũng nói mọi người đó, ở bên này nè, nếu mà đã đẻ đông con đó nha, là nó cứ sát sát tuổi nhau thì rất là có lợi. Tại nếu như mà mình đẻ cái khoảng cách xa quá, giống như con mình đi, Joan 18 tuổi mà Philip thì mới có 9 tuổi thôi á, nó cách xa quá. Đó, thì nếu như vậy khi mà Joan vô tuổi 18 rồi thì là mình còn có 2 đứa ở độ tuổi dưới 18, thì như vậy là mình không có được cái tiền hỗ trợ của chính phủ nha, là tiền cáp đó. Đó. Còn nếu như mà 3 đứa mà nó sát sát tuổi nhau, 3 đứa mà sát tuổi nhau á, thì mình sẽ được tiền rất là đều hơn. Thì cái đứa này mà 18 tuổi thì đứa kia nó cũng gần sát nhau rồi. Nó cũng đó là lý do tại sao mà khi mà đẻ đông con ở bên bên Pháp này là phải đẻ sát nhau, cứ cách 1 tuổi 1 tuổi vậy đó, thì rất là có lợi. Thì là không biết là cự cãi nhau giữa cái người thu ngân với cả cái người khách hàng này như thế nào, nhưng mà mình thì nghiêng về phía cái người thu ngân hơn, tại vì cô đó cô cũng có làm gì sai hết, nhưng mà tại cái người kia người ta khó chịu, người ta kiếm chuyện đó. Mà kiếm chuyện xong rồi còn hả, nói một câu như này nè mọi người, kêu rằng là mày á, cái người khách hàng nói với cái cô thâu ngân là mày á, mày ngồi đây mày làm từ sáng đến chiều mà hả, lương mày á, nhận được á, còn thấp hơn tao tao ở nhà tao đi làm gì hết á, mà hả, tao còn nhiều tiền hơn mày. Thực tế nó là như vậy đó mọi người. Những cái câu nói đó nó động chạm rất là nặng, rất là đau. Nhưng mà cái người lao động mà đi làm thâu ngân nha, thì cái mức lương thì cũng chỉ là mức lương trung bình thôi. Thí dụ như Laura nói thí dụ thôi nha, chứ Laura không biết chính xác cái lương là bao nhiêu. Thí dụ là 1.500 euro đi, mức lương trung bình. Mức lương thấp đó là 1.500 euro. Trong khi nếu như mà một cái người mà ở nhà và đẻ 5 6 đứa con đi, thì cái tiền trợ cấp của chính phủ nhiều hơn rất là nhiều cái 1.500 euro, chắc chắn luôn. Mà còn có những người nha mọi người, mình thấy ha, khi mà mình ở bên bên đảo, mình hồi trước mình có gia đình, mình có mấy năm mình ở bên đảo Guadeloupe của Pháp. À, một cái đảo tên là Guadeloupe đó, thì á, những cái người mà đàn bà họ có con nhưng mà họ không có lấy chồng đó, thành ra cứ có 3 4 đứa con như vậy, mà vừa là mẹ đơn thân nè, vừa có nhiều con nè, là cái tiền trợ giúp nó rất là nhiều luôn. Rồi chưa kể là họ sử dụng rất là nhiều những cái cách mà để gọi là mình có thể nói trắng ra thì đó là gian lận ha. Đó, tức là nhưng mà họ sử dụng theo luật thôi. Đó, mình cái đó mình không không nói được, nhưng mà họ sử dụng luật để họ
có thể kiếm được một số tiền mà họ không không có phải không phải đi làm. Đôi khi á họ đi làm nha, họ đi làm xong rồi sau đó họ thất nghiệp đó, thì họ khai cái thời gian thất nghiệp đó thì mình có cái số tiền mà tiền trợ cấp thất nghiệp á đó. Rồi xong rồi sau đó thí dụ như hết cái thời gian mà để người ta có thể trợ giúp cho cái phần tiền thất nghiệp á, thì họ lại xin việc làm. Họ kiếm đâu được một cái việc làm đó, họ xin xin làm tạm một thời gian như nào đó rồi họ lại thất nghiệp tiếp. Họ cố tình để họ thất nghiệp á. Rồi lại được ăn tiền trợ giúp về cái tiền thất nghiệp. Cho nên là có rất là nhiều người họ không có thích cái sự mà đi làm bình thường, tại tại đôi khi ấy nha mọi người, ở bên này nè, nếu mà họ cứ những cái loại người giống như vậy á, họ cứ tính ra nếu mà đi làm á, thì mức lương rất là thấp, như một người thâu ngân đi làm mức lương thấp rồi đi làm bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi áp lực đủ thứ đúng không? Đó, trong khi á, họ có những cái lách luật đó, gọi là lách luật đó, đó họ tiền họ có rất là nhiều hơn so với những cái người mà đi làm chân chính. Đó. Vậy mới nói ở bên bên Pháp này mà khi mà đã là những cái người mà gọi là thuộc tầng lớp nghèo á mọi người, thì họ có nhiều quyền lợi lắm, họ có rất là nhiều quyền lợi. Đây mình nấu cơm xong rồi 20 phút, cẩn thận ông phòng với mọi người. Đó, mình nấu xong rồi cơm. Đó, cơm gạo nấu xong rồi nè. Rất là nhanh, rất là dễ dàng luôn. Không cần cái nồi nấu cơm nữa. Lara có mua cái nồi nấu cơm cho Joan á, tính là để đem đi để nấu chút cơm đó. Thế nhưng mà xong rồi ở trường không được quyền. Ở cái chỗ mà mướn á, ở chỗ mà Doan ở thì không được quyền, không được quyền có cái nồi cơm, thành ra mình mới phải đi mua cái đồ này. Mọi người có thể kiếm mua mấy cái nồi nấu kiểu vậy là trên Amazon á, rất là dễ 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 nấu, không cần mua nồi cơm luôn. À, mình đánh tơi cơm lên rồi. Ngon y chang như mà mình nấu bằng nồi cơm vậy đó. Không khác gì hết trơn. Để vô bấm 20 phút là xong. Mình đi mua đồ nhiều khi ngày hôm qua ở đây cái vùng này thì họ họ đóng cửa sớm lắm mọi người. 8:30 nói lộn mấy giờ nữa? Đúng rồi, 8:30. 8:30 là siêu thị đã đóng cửa rồi nha. Ở chứ ở vùng mình thì là 9:30 nó mới đóng. Thế là nào là đi coi máy móc đồ đạc rồi đi mua đồ nọ kia. Thế là hết một ngày mà chưa có làm được gì nhiều hết, nên cho chắc là mình vẫn còn thiếu mua đồ ăn nữa. Đó, cho nên là hôm nay mình làm một ít và cứ chuẩn bị làm thêm một vài món khác nữa vào ngày khác. Mà cũng có chuyện kể cho mọi người nghe. Mình nhớ có hôm trước nhưng mà cái mấy mấy cái này là mình không có quay đâu mọi người, không có quay phim. Tại vì cái này là động chạm đến quyền riêng tư á, thành ra mình không có quay đâu. Đó, mình đi mình đi siêu thị á đó, thì khi mà mình đi siêu thị ra cái xong rồi mình thấy thường phía 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 trước cửa siêu thị á, phía trước ở trước cái chỗ mà tắt cái bếp đây. Trước cái chỗ mà thâu ngân á thì là sẽ có những cái người mà người ta đứng để người ta canh gác đó, gọi là security, là người người bảo vệ canh ở chỗ đó đó.
canh ở chỗ siêu thị á, thì thường người ta sẽ đứng khá xa, đứng khá xa so với cái chỗ mà thông ngân đó, để người ta đứng người ta nhìn xung quanh á, người ta nhìn xung quanh những người mua đồ đi ra đó. Còn hôm nay á thì còn cái ngày hôm mà Laura nhìn thấy cái chuyện đó đó, tức là cái người security, là người người bảo vệ đó, họ đứng sát cái chỗ mà thu tiền thông ngân cùng với một người khách hàng đang trả tiền, là mình biết là có vấn đề. Cái vấn đề là cái người mua đồ đó, họ mua một số đồ, nhưng mà xong rồi họ giấu đồ ở trong túi của họ, rồi trong cái xe đẩy em bé đó, họ để đầy đồ ở trong cái xe đẩy em bé mà họ đẩy ra đó, thì bị phát hiện. Bị phát hiện thì thật sự là khi mà mình đẩy hết đồ mình ra khỏi cái chỗ mà để tính tiền rồi nha, tức là ra khỏi cái siêu thị rồi, thì cái người bảo vệ mới được quyền hỏi kiểm tra. Còn nếu như mà họ vẫn còn đang đứng trong cái chỗ tính tiền đó, là mình không có được quyền hỏi nha. Tại vì họ sẽ nói thì tao đang chuẩn bị trả tiền đây, tao sẽ lấy đồ ra, có gì đâu, đúng không? Đó, thì họ phải đợi cái người đó tính tiền xong đi ra, lúc đó họ mới hỏi là bà, mấy cái đồ ở dưới xe đầy của em bé nè, bà có thể cho kiểm tra túi xách nọ kia không? Đó, thì lúc đó mới phát hiện là cái số đồ đó là đồ ăn cắp, chưa có trả tiền. Thì cái người bảo vệ đó chỉ đề nghị rằng là bà quay trở lại chỗ thu ngân á, để tính tiền chỗ đó, cái số đồ mà bà quên đó, thì đành phải chịu quay lại tính tiền, mà vừa quay lại vừa chửi thôi loạn lên hết luôn á. Đó, tức là họ chỉ yêu cầu mình là quay trở lại để trả cái số tiền đó thôi, chứ cũng không có làm lớn lên là gọi cảnh sát hay là gì hết trơn. Cái đó cũng phiền phức đủ thứ á mọi người. Còn nữa, ở bên này có cái luật nha mọi người, thì nếu mà ai mà ở bên Pháp á, thì chú ý những cái luật như vậy để gọi là cho mình, cho chính mình. Tức là khi mà mình đeo cái ba lô hay cái túi xách của mình đi vô trong siêu thị, thì khi mà trước khi mà vô siêu thị á, thì thường thì ba lô thì họ sẽ yêu cầu mình là phải khóa, họ sẽ làm một cái đồ mà dán nó lại để cho an toàn đó, tức là mình không có được quyền mở ra để mình có thể ăn cắp đồ vô ha. Thì khi mà mình đi ra cái chỗ thông ngân á, người thông ngân không được quyền hỏi kiểm tra túi xách của mình nha mọi người. Cái đó là trong luật là cái người thông ngân không có bất cứ cái quyền gì mà để đòi kiểm tra túi xách của mình hết. Nếu như mà cô ta nghi ngờ là mình có ăn cắp hay là bỏ cái gì vô trong cái túi xách hay là cái ba lô, thì họ có thể kêu cái người bảo vệ tới để coi. Cái người bảo vệ cũng vậy, người bảo vệ chỉ được quyền yêu cầu mình kiểm tra túi xách, tức là mình sẽ tự động mình mở cái túi của mình ra và cho cái người đó kiểm tra bằng mắt thôi nha. Người đó cũng không được quyền lấy tay để động vô đồ đạc của mình, bươi ra, móc ra ở trong cái túi của mình. Cái đó là phạm luật. Nếu như mà mình không hài lòng và mình thấy người ta làm như vậy, mình có thể thưa kiện. Tại vì đó là phạm luật nha mọi người. Cái người mà được quyền kiểm tra túi xách của mình và để tay vô để kiểm tra là cảnh sát. Còn những người bảo vệ này và cái người thông ngân là hoàn toàn không được quyền nha mọi người. Thì cái luật ở bên Pháp nó như vậy đó. Mình cũng chia sẻ một chút để cho mọi người biết. Bây giờ thì Laura đã nấu xong. Nóng quá, cột cái tóc lên. Đây, đồ ăn mình nấu cho con mình. Cũng chưa có xong hết đâu mọi người. Cũng còn... mình ước lượng tất cả cái chỗ này thì là khoảng chừng 22 phần ăn đó, thì mình sẽ còn làm thêm khoảng một chục phần ăn nữa thì sẽ xong. Đây, mình nấu cái này là pát á, cái nui của Ý á, spaghetti với cả
mấy cái đồ hải sản. Cái này thì mấy cái này là mình mua đồ đống đá đó, nấu sẵn như vậy. Mình xào cái mấy món này thì rất là nhanh ha. Rồi mình làm cơm chiên nè. Rồi cái món này là nui, mình xào chung với cả bí ngòi, nấm với cả gà, thịt ức gà. Cái này là thịt ức gà đó. Còn cái món này thì nó là thịt đùi gà, mình nấu với cái gia vị. À, để mình đi lấy cái gia vị đã nha. Đây, mình lấy cái gia vị. Thật sự thì Lara không có nấu theo công thức đâu, mình cứ nấu theo ý mình thích thôi. Lara mua cái gia vị này nè. Đó. Nhưng mà mình không có nấu theo cái công thức này. Gia vị này của Ấn Độ, nó mình thấy nó cũng rất là thơm, nhưng mà mình nấu bằng kem, kem béo, kem fresh á. Đó, xong rồi mình để thêm nấm nè với cả bí ngòi. À, đây có một chút rau xào, cái này là để mình cho cái món ăn này. Món này không có rau thì mình sẽ để chung để ăn với cơm. Món này là đùi gà. Đùi gà thì Lara lấy cái gia vị này nè mọi người. Đó, cái gia vị này. Đó. Cái mùi cũng rất là thơm nha mọi người. Cái xong rồi Lara để thêm là cà rốt nè, rồi hành tây với cả cái này là ô liu, trái ô liu à. Đó, xong rồi để cho cái màu nó đẹp á, cái Lara lấy một chút cái nước của cái sốt này mình cho vô đây thêm luôn. Cho nên là cái món này nó cũng rất là lạ lạ, mùi nó thơm lắm. Rồi đây còn một ít pad thì Lara làm với cả cái thịt hun khói. Còn đây là cái spaghetti để mình ăn chung với cả cái bò. Đó, bò, thịt bò bằm bằm viên ra. Xong rồi mình có cái sốt nó bán sẵn đó mọi người, cái sốt sốt gì đây mình quên mất tên rồi, bolognese đó. Đó là mình bỏ vô đây mình nấu cái món này đó. Là làm cũng nhanh lắm mọi người, mình làm mấy cái này nhanh lắm, khoảng chừng 3 tiếng, 3 tiếng mà hơn chút xíu đó. Lara làm nhanh cho nên Lara không có quay cho mọi người coi á, tại vì mấy cái món ăn này thì nó cũng rất là dễ, rất dễ làm, cũng không có khó, toàn đồ xào nấu nọ kia không thôi à. Mình cũng không quay, mới là mình cần thời gian để cho nó nhanh. Mình đi ngày hôm qua thì mình mua một ít cái trái Mirabel này nè, mọi người nhớ hồi trước mình hái rất là nhiều ở nhà kia đó, là ra hái, mà bây giờ thì mình phải đi mua. Nhưng mà ở đây á thì đi mua nó rất là, ở đây mà đi mua thì nó rẻ hơn ở cái vùng mình nhiều lắm nha. Ở đây mình mua cái loại này nè, rất là ngon, mà chỉ có 3 euro thôi, trong khi ở vùng mình hiện tại á, là nó bán tới 6 euro cái loại này. Đó, mà đây là của Pháp, không không phải của Tây Ban Nha. Trời ơi, mà mọi người biết làm sao không? Rất là có nhiều 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 bất ngờ ở bên bên xứ Pháp bây giờ lắm. Trái cây bây giờ nhiều khi á, rất là nhiều nơi bán trái cây ghi là sản phẩm của Pháp, nhưng mà thực ra lại là không phải là của Pháp. Những người người ta điều tra đó thì người ta phát hiện rằng là những cái người buôn bán người ta đã làm gian lận đó. Thay vì đây là sản phẩm của Pháp á, thì họ sẽ trộn trộn chung ở cái chỗ của Pháp á, chừng 30%, xong rồi 70% kia là họ sẽ để là họ trộn vô là trái cây của Tây Ban Nha hoặc là của những cái xứ khác, họ trộn vô cho nó rẻ tiền hơn mà họ ghi là sản phẩm của Pháp. Thành ra thật sự đối với người tiêu dùng thì chỉ có mình là bị lừa thôi, chứ còn những người buôn bán là làm sao mà họ bị lừa được ha. Thì hôm nay mình mua nó rất là ngọt luôn, ngọt y chang như hồi trước mình hái ở dưới Eki vậy đó, ngon lắm luôn á mọi người. Bây giờ thì mình đang đợi cái chỗ đồ ăn này nó nguội, phải cũng phải đậy nắp nó lại á, tại nãy có mấy con ruồi nó bay vô đó, mình phải đậy lại đợi
đợi nó nguội xong rồi mình sẽ cho vô bịch ni lông để đóng đá nó đó. Đó thì mình cũng làm cũng rất là nhanh, những cái món ăn này làm rất là nhanh đó mọi người. Rồi xong rồi mai mốt khi mà Joan nó đi đi về, nó học mấy tuần rồi thì sẽ được nghỉ 2 tuần đó mọi người. Học 7 đợt này là học 7 tuần rồi nghỉ 2 tuần. Thì xong rồi đến sau đó chắc là học 6 tuần thì mình nghỉ 2 tuần cho cái kỳ nghỉ Noel nọ kia. Đó. Lo lắm mọi người ơi, không biết con mình. Đương nhiên ai cũng vậy, cha mẹ nào cũng thế, con cái mà đi học xa hay là ở một mình là lo lắm. Mình cũng vậy, con mình lần đầu tiên nó xa cha xa mẹ mà đi học xa, thành ra thầy cô của nó cũng nhắn tin đủ thứ hết á. Tại nó là đứa lựa cái chỗ đi học xa nhất so với lớp của nó. Thành ra mấy thầy cô là ai cũng nhắn tin là nói Joan cố gắng nha, đi học xa thì phải ráng tự lo nọ kia. Bạn bè cũng nhắn, cũng nói Joan cố gắng tùm lum tà la. Còn Joan sáng nay á thì trước khi mà mình nấu đồ ăn thì lại nói rằng mẹ ơi, mẹ làm đồ ăn gì cho con nó đơn giản thôi, mẹ đừng có làm cực quá nha mẹ. Nói chung thằng bé nó sợ nó ra làm nhiều đồ cực vất vả cho con á. Mẹ mình mới nói không sao đâu con, mấy đồ ăn này mẹ làm đơn giản lắm. Nói chung đồ ăn mà làm theo cách của Pháp thì nhanh lắm mọi người, làm rất là nhanh. Còn mấy cái món ăn của Việt Nam mình thì nó cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, để có rất là nhiều gia vị, nhiều món trong đó, cho nên là Laura không có làm. Laura đợi khi nào con về thì mình sẽ làm những món ăn đặc biệt của Việt Nam cho con. Còn thời gian đi học thì thật sự mình cũng không có nhiều thời gian để mà có thể nấu những cái món Việt Nam, cho nên là Laura chỉ nấu mấy cái món này nó rất là nhanh. Còn vài món nữa mình cũng sẽ làm sau, sẽ làm với thịt heo, làm với thịt bò đó, thì mình sẽ làm sau. Còn hiện tại mấy cái món này đa phần của mình là mình nấu bằng thịt gà. Laura cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên gia đình mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.